Xin chào các bạn, hôm nay xin trở lại với các bạn bài giảng về lý thuyết âm nhạc cơ bản với nội dung là các quãng diatonic. Đối với quãng thì các bạn biết rằng quãng là khoảng cách giữa hai âm thanh. Quãng được sắp xếp theo lối hòa thanh, nếu như hai âm chồng lên nhau và sắp xếp lần lượt kế tiếp nhau thì người ta gọi là sắp xếp theo lối giai điệu. Và quãng được xác định bởi độ lớn số lượng và độ lớn chất lượng. Có hai cách để tìm quãng. Chúng ta vẫn biết rằng là chúng ta có thể tạo những quãng từ các bậc cơ bản hoặc từ một âm gốc chúng ta có thể tìm. Thì hôm nay với tất cả các cấu trúc về quãng thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái mà chúng ta các quãng được tạo nên như thế nào. Vừa như vừa nói thì quãng được sắp xếp theo lối hòa thanh thì người ta âm dưới người ta sẽ gọi là âm gốc và âm trên thì người ta sẽ gọi là âm ngọn. Đây là cái sắp xếp theo lối hòa thanh hay còn gọi là hòa âm. Một cách khác thì sắp xếp lần lượt thì âm nào có trước thì âm sẽ gọi trước, âm nào có sau gọi sau thì người ta sẽ gọi là âm trước và âm sau. Cái sự xuất hiện của âm trước và âm sau là như vậy, và đây người ta gọi là sắp xếp theo lối giai điệu. Thế và các quãng sẽ được tạo nên từ các bậc cơ bản như sau. Nếu như trong một quãng 8, các bậc cơ bản bao gồm do, re, mi, fa, son, la, si, do, thì từ các âm này, từ các bậc này, người ta cũng sẽ từ đó tạo nên các bậc cơ bản. Ví dụ như là do, do, re, re, mi, mi, fa, fa, son, la, si, si, do, thì cái là đấy là quãng 1 chẳng hạn. Thì từ các cái mối quan hệ này, ví dụ như khoảng hai thứ sẽ tạo nên từ mi fa và si do, khoảng hai trưởng do re re mi fa son son la la si, khoảng ba thứ thì là gì ạ, re fa mi son la do re si re, rồi khoảng bốn đúng là do fa re son mi la fa do son re la mi la re vân vân, thì chúng ta cũng sẽ tìm ra được tất cả các quy luật của sự xuất hiện của các quãng được lấy tên từ các mối quan hệ như thế này. Thì các mẹ bạn có thể xem như sau. Trước nhất là có một đúng, như vậy đã một đúng là bản thân nó sẽ được lặp lại một cách, là bản thân âm thanh đó sẽ lặp lại. Như vậy trên bảy bậc người ta đã tạo ra được gì ạ, các quãng một đúng như thế này, bản thân nó khi được nhắc lại thì nó sẽ là quãng một đúng. Như vậy các cái nốt đều có thể nhắc lại một cách có lặp đi lặp lại, và như vậy người ta sẽ gọi là quãng một đúng. Và tiếp theo sau có một đúng thì người ta sẽ gọi quãng hai thứ. Tại sao gọi quãng hai thứ? Bởi khi đó âm thanh bắt đầu xây dịch từ từ một âm này cho đến âm kia, thì cái mối quan hệ gần nhất trong các hệ thống bình quân đó là 12 phần bằng nhau, và khoảng hẹp nhất gần nhất là nửa cung, thì đây chính là có hai thứ. Và trong hàng âm chúng ta thấy là có mi fa và si do đó. Ở đây thì tôi cũng lấy ví dụ đây là quãng hai thứ. Tiếp theo có hai trưởng, có hai trưởng chính là gì ạ, như vừa nói là do re này, re mi này, rồi gì ạ, fa son, son la và la si. Tiếp theo sẽ là quãng ba thứ. Quãng ba thứ bao gồm nốt si re, rồi nốt re fa mi son và la do. Tiếp sau quãng ba thứ sẽ là quãng ba trưởng, có nghĩa sẽ là bậc độ lớn số lượng là ba, gồm do mi rồi fa la son si. Đó là những quãng ba trưởng được tạo nên giữa các bậc cơ bản, từ các bậc cơ bản. Tiếp theo là quãng bốn đúng. Bốn đúng bao gồm là đồ pha, rồi về son, mi la, son đô, la rê. Tiếp theo chúng ta sẽ có quãng bốn tăng, và chúng ta không có quãng phà si, đúng không ạ? Si phà si ở đây chúng ta không có mi xong chúng ta son luôn, thì đây sẽ có quãng gì ạ, quãng bốn tăng. Bốn tăng sẽ là gì ạ, quãng phà si. Đấy. Sau quãng phà si thì sẽ là quãng năm giảm, là quãng gì ạ? Quãng xì phá. Đấy. Sau quãng xì phá thì sẽ là quãng năm giảm, sẽ là đến quãng năm đúng. Năm đúng bao gồm ạ? Đồ son, rê la, mi si, rồi.
và đố, xò tế, đào mí. Tiếp theo sẽ là quặng sáu tứ. Quặng sáu tứ bao gồm gì ạ? Mì đố, rồi xì son, rồi là phá. Tiếp theo là quặng sáu trưởng, có đồ la, có rể xí, một phà rế, rồi xò mí là những quặng sáu trưởng. Tiếp tục chúng ta có quặng bảy thứ. Bảy thứ là gì ạ? Đồ xi. Quặng bảy trưởng là gì ạ? Phà mí. Rồi rồi đến quặng tám đúng. Tám đúng thì cũng như là quặng một đúng, chúng ta cũng có thể là đồ đố này, ghề vế này, phà phá này, mì mí này, sòn xón này, rồi là la, xì xì và đồ đô. Đấy, thì đây có thể làm chưa hoàn thiện hết thì các bạn thấy rằng đấy là những cái ví dụ bản thân nốt được nhắc lại tại một vị trí thì là quãng một đúng, và có tầng quãng 8 nó đồ đố, quãng rộng như thế gọi là quãng 8 đúng. Đó là những quãng được tạo tên từ, tên gọi các quãng được sinh ra tạo nên từ các bậc cơ bản. Tiếp theo chúng ta có thể lấy một ví dụ từ một âm là âm đô, chúng ta có thể xây dựng tất cả các quãng diatonic. À, chúng ta vừa tổng hợp được là 14 quãng diatonic và nó sẽ được bắt đầu từ một nốt, và tôi sẽ lấy nốt đô làm điểm xuất phát cho nó rất dễ tiếp nhận thông tin. À, nếu từ đô, chúng ta tính là quãng một đúng sẽ là đô, đô đô, đúng ạ? Và đây là quãng bằng không cung. Tiếp theo, chúng ta có quãng hai thứ, sau quãng một đúng là quãng hai thứ, như vậy chúng ta sẽ phải bước từ đô sang rê. Như rê ở đây sẽ phải rê dáng, vì giữa đô với rê dáng mới tạo nên nửa cung. Tiếp theo là mối quan hệ của quãng hai trưởng. Hai trưởng thì đương nhiên rồi, đô và rê. Chúng ta vừa sử dụng rê dáng, chúng ta sẽ bình lại đây nhìn cho nó rõ. Ở đây quãng hai trưởng là một một cung. Tiếp tục chúng ta sẽ có quãng ba thứ. Tương tự như quãng hai thứ, chúng ta sẽ bước lên quãng ba, nhưng mà chúng ta phải sử dụng dấu dáng kết hợp là một cung giữa, bởi vì bản thân là đô mi là quãng hai cung. Và đương nhiên rồi, nếu mà đô mi là quãng hai cung thì nó sẽ là quãng ba trưởng. Quãng ba trưởng chúng ta sẽ đến là đồ rê mi pha, như vậy chúng ta sẽ có quãng 4, và đây pha bình thường chúng ta các bậc cơ bản là quãng 4 đúng là 2,5 cung. Sau quãng 4 đúng là chúng ta có quãng gì ạ? Quãng 4 tăng, đó là quãng 3 cung là đồ pha thăng. Và đây là quãng 3 cung thì chúng ta có cũng một quãng 3 cung khác, cũng là cùng số lượng 3 cung nhưng khác tên gọi và ký hiệu, chính là gì ạ? Quãng 5 giả, cũng là một quãng 3 cung. Đó. Tiếp tục sau quãng 5 giảm sẽ là quãng 5 đúng, là chính là đồ đồ son. Và tôi cũng nhắc lại là tôi sử dụng dấu hoàn, mặc dù là ở đây đã vạch nhịp kép rồi, sử dụng dấu hoàn thì mọi người nhìn thấy rất rõ đây là dấu hoàn, nút son này không bị hóa. Tiếp tục đồ la dáng là quãng có 6 thứ gồm 4 cung. Tiếp tục ta sẽ có quãng gì ạ? Đồ la là quãng 6 trưởng 4,5 cung. Sau quãng 6 trưởng sẽ là đồ si dáng, có nghĩa là ở đây đã mở rộng nơi nửa cung là 5 cung. 5 cung chính là quãng 7 thứ, đồ re mi fa sol la si 5 cung. Và sau quãng 7 thứ là quãng 7 trưởng, 7 trưởng là đồ si. Đó. Và đồ si rồi thì chúng ta có 5,5 cung. Và cuối cùng là 6 cung chính là đồ đố, là quãng 8 đúng. Như vậy các bạn thấy rằng là quãng 8 có thể được quãng được tạo nên giữa các bậc cơ bản hoặc là giữa một bậc cơ bản và bậc chuyển hóa. Chúng ta có thể tổng kết như sau: tên gọi này, một đúng này, ký hiệu này, số cung này, một đúng ký hiệu không cung, hai thứ 0,5 cung, hai trưởng một cung, ba thứ 1,5 cung, ba trưởng hai cung, bốn đúng 2,5 cung, 4 tăng và 5 5 giảm là 4 tăng 5 giảm là 3 cung. 5 đúng 3,5 cung, 6 thứ 4 cung, 6 trưởng 4,5 cung, 7 thứ 5 cung, 7 trưởng 5,5 cung, 8 đúng 6 cung. Đấy, rất là hoàn thiện. Và chúng ta lưu ý là các quãng diatonic là các quãng được xây dựng trong phạm vi một quãng 8 và nó được gọi là quãng đơn trong phạm vi quãng diatonic. Đó. Các quãng được xây dựng
vượt qua khỏi khoảng 8 thì gọi là khoảng kép. Thân mến, bài giảng xin được phép dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy nhấn subscribe để nhận được video sớm nhất và ủng hộ cho kênh của tôi. Xin trân trọng cảm ơn.